nhỏ cho vào đây, cho tay vào đây. Không, cắn đau lắm. Sợ gì? À, để gần đây cho tôi. Đấy, xuống ngay. Thấy không? Lấy đồ chơi cho nó chơi. Nó chả có gì chơi ạ. Cắn bánh mắc bạch tuộc nhỏ ra, nó chơi cùng. Ôi dồi ôi, nó cắn. Mắc bạch tuộc nhỏ. Đấy. Không biết nó có sợ con bạch tuộc nhỏ này không nhỉ? Hey. Đấy. Ui. Có một cái chân nhỏ. Ui, chạy. Nó xanh đỏ quá, chạy đâu. Nó thích đồng tiền cơ. Nó thích đồ hình tròn quá. Đồ hình tròn á? Đấy, cái đồ hình tròn cho nó chơi. Đấy. Nó thích cái bút chì này. Đây kia, đây kia, đồ hình tròn. Thấy chưa? Cho nó mổ thử. Nó dính cái này. Đang quen bên này này. Ấy, ấy, thấy chưa? Thích thích cái hình tròn này. Ấy, ấy. Ôi trời, nó thế rồi nhá, cho đi tắm.